Chào tất cả các bạn đã đến với kênh May Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cắt may bộ đồ mặc nhà. Mình có số đo áo như sau: dài áo là 58, vòng ngực 88, vòng eo 72, vòng mông 90, hà eo 36. Hà eo các bạn đo từ đốt sống cổ thứ 7 cho đến vị trí eo nhỏ nhất. Vòng nách 34, hạ đỉnh ngực 24, chườm vai 2 cm, dài tay 20, cửa tay 26. Và mình có số đo của quần như sau: dài quần 90, vòng eo 74, vòng mông 90, hạ gối 49, vòng gối 36, vòng lai 30. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào là thiết kế phần thân sau của áo. Thì trước tiên các bạn cũng kiểm một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giấy một khoảng trống. Bây giờ chúng ta sẽ tính dài áo. Dài áo thì bằng số đo cộng cho 2 cm chườm vai. Dài áo của mình là 58 cộng 2 cm chườm vai nữa là bằng 60 cm. Các bạn lấy dấu và kiểm đường ngang như thế này. Sau đó chúng ta tính tới hạ eo. Hạ eo thì bằng số đo cộng 2 cm chườm vai. Số đo của mình là 36 cộng ra 2 cm chườm vai nữa là 38. Và chúng ta cũng kiểm một đường ngang như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tính ngang cổ sau. Ngang cổ sau thì bằng vòng cổ chia 5 và cộng cho 0.5 cm và chúng ta được 7.5. Hạ cổ sau. Hạ cổ sau thì bằng chườm vai cộng cho 1 cm. Chúng ta được 3 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia 2. Vai của mình 35 chia 2 thì được 17.5. Từ điểm ngang vai, chúng ta đặt thước và kẻ một đường vuông góc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính hạ xuôi vai. Tức là từ điểm này chúng ta sẽ tính xuống. Hạ xuôi vai thì bằng 1/10 vai. Vai của mình là 35 chia 110 thì được 3.5. Và sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Chúng ta sẽ được vai con. Từ điểm đầu vai chúng ta sẽ tính xuống hạ nách. Hạ nách thì bằng vòng nách chia 2 và cộng cho 2 cm chườm vai. Vòng nách của mình là 34 chia 2 thì được 17 và cộng cho 2 cm chườm vai nữa là 19. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đường ngang ngực đi qua điểm hạ nách. Từ điểm hạ nách chúng ta sẽ lấy vào là 1.5 cm. Sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Chúng ta chia hai đoạn thẳng này ra. Bây giờ mình sẽ tính tới ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4. Vòng ngực của mình là 88. 88 mà chia cho 4 thì được 22. Thì ở đây là do ấy có co giãn cho nên mình sẽ không cộng thêm cử động. Tiếp theo chúng ta tính ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 4 và cộng 2 cm ben. Vòng eo của mình là 72 chia 4 là được 18 và cộng thêm 2 cm ben nữa là 20. Ngang lai thì bằng vòng mông chia cho 4. Vòng mông mình là 90 chia cho 4 thì được là 22.5. Tiếp theo chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. Và mình dùng bút mình sẽ đánh cong đường sườn lại.
giảm xương. Từ lai chúng ta lấy lên là 1 sinh. Chúng ta chia hai đoạn này ra. Chúng ta vỉ lại đường lai áo. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Đoạn thẳng này chúng ta sẽ chia ra làm hai. Chúng ta nối xéo từ góc này lên. Và đoạn thẳng này chúng ta cũng chia ra làm hai phần bằng nhau. Bây giờ chúng ta xì vỉa bằng nách. Mình dùng bút mực mình độ đậm lại cho các bạn thấy được rõ. Từ điểm này chúng ta lấy vào 2 sinh. Từ điểm này chúng ta lấy xuống 1 sinh. Ta chia đoạn này để làm 3 phần. Sau đó chúng ta đánh cong vòng cổ. Mình dùng bút mực đồ đậm là cho các bạn thấy được rõ. Lấy vào là 9 sinh. Chúng ta kỉ một đường thẳng vuông góc với các đường ngang. Từ đường ngang trên cùng chúng ta sẽ lấy xuống là 26 sinh thì chúng ta sẽ được điểm chích bên. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào mỗi bên là 1 sinh. Sau đó chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. Điểm này và điểm này lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chừa đường mây. Vòng cổ chúng ta sẽ chừa là 1 sinh. Vai chúng ta chừa 1 sinh. Vòng nách chúng ta chừa 1 sinh. Sườn áo chúng ta cũng chừa 1 sinh. Lai chúng ta chừa 3 sinh. Đường này thì vải gấp đôi. Và bây giờ chúng ta chuyển sang thiết kế phần thân trước.
thì chúng ta cũng sẽ kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang. Sau đó chúng ta sẽ tính dài áo. Dài áo thì bằng số đo trừ cho 2 cm vai. Dài áo của mình là 58 trừ 2 cm vai, còn lại là 56. Chúng ta còn kiếm đường ngang, vuông góc. Hạ eo thì bằng số đo trừ 2 cm vai. Hạ eo của mình là 36 trừ 2 cm vai, còn lại 34. Và chúng ta cũng kiếm đường vuông góc như thế này. Ngang cổ trước thì bằng vòng cổ chia 5. Chúng ta được 7 sân. Rồi hạ cổ trước bằng vòng cổ chia 5 cộng 1. Chúng ta được 8 sân. Ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia 2 và trừ 0,5 sân. Vai của mình là 35 chia 2 là 17,5. Trừ 0,5 là còn 17 sân. Từ điểm ngang vai, chúng ta kẻ một đường vuông góc thẳng xuống. Và từ điểm này, chúng ta sẽ lấy xuống đây là 1/10 vai. Vai nguồn 35 chia 10 thì được 3,5. Chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau và được quay con. Hạ nách thì từ điểm đầu vai chúng ta sẽ tính xuống, thì hạ nách thì bằng là vòng nách chia 2 và trừ cho 2 cm vai. Vòng nách của mình là 34 chia 2 thì được 17 và trừ cho 2 cm vai thì còn lại là 15. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đường ngang ngực đi qua điểm hạ nách. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào là 2,5 cm. Sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia 4. Vòng ngực của mình 8 chia 4 thì được 22 cm. Ngang eo. Ngang eo thì vòng eo chia 4 và cộng cho 2,5 cm bên. Vòng eo của mình 72 chia 4 thì được là 18 và cộng cho 2,5 nữa là được 20,5. Ngang lai. Ngang lai thì bằng vòng mông chia cho 4, còn vòng mông của mình là 90 chia 4 thì được 22,5 cm. Bây giờ chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau và chúng ta sẽ dùng bút chúng ta vẽ đánh cong lại đường sườn sao cho tròn đều. Tiếp theo chúng ta sẽ giảm sườn là 1 cm và chúng ta lấy xe vạt xuống là 1,5 cm. Sau đó chúng ta nối các điểm này lại với nhau. Sau đó chúng ta vẽ lại đường lai. Đoạn thẳng này chúng ta sẽ chia ra làm hai và chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Đoạn này chúng ta cũng chia làm hai. Và chúng ta nối xéo góc lên. Chúng ta tiếp tục chia đoạn thẳng này ra làm hai phần bằng nhau. Sau đó chúng ta sẽ vẽ vòng nách như thế này.
mình sẽ dùng bút mực mình vẽ đậm lại cho mọi người thấy được rõ. Tiếp theo từ điểm này chúng ta lấy vào 2 sân. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy xuống là 12 sân. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đường ngang. Chúng ta vẽ đường dọc, vuông góc. Vuông góc với các đường ngang. Sau đó chúng ta nối hai điểm này lại với nhau. Đoạn thẳng này chúng ta sẽ chia làm hai phần bằng nhau. Chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Chúng ta chia đoạn thẳng này ra làm ba phần bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bằng cổ. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào là 8,5 cm. Chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với các đường ngang. Từ đường ngang trên cùng chúng ta sẽ lấy xuống là 22 cm. Theo công thức là hạ đỉnh ngực bằng số đo hạ đỉnh ngực trừ cho 2 cm chồm vai. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy xuống 3 cm làm điểm chích đen. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy qua mỗi bên là 1,2 cm. Sau đó chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. Chúng ta được cái bên thằng trước. Chúng ta cho đường may thì vòng cổ 1 cm, vai 1 cm, vòng nách 1 cm, sườn 1 cm, lai 3 cm. Đường chính giữa thì là đường này là đường vái gấp đôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.